Cá voi, như sinh vật khổng lồ của đại dương, luôn thu hút sự chú ý và lòng ngưỡng mộ của con người. Nhưng bạn có biết hiện tại có bao nhiêu loài cá voi đang tồn tại trên thế giới không? Thực sự, câu trả lời không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trên thực tế, có khoảng 14 loài cá voi lớn, được phân loại thành hai nhóm chính, cá voi Berlin và cá voi răng. Cá voi Berlin, như tên gọi, sở hữu những tấm sàng Berlin thay vì răng chúng thường ăn nguyễn thể và các loại động vật nhỏ bằng cách lọc nước. Một trong những loài nổi bật trong nhóm này là cá voi xanh, loài động vật lớn nhất từng sống trên trái đất. Hình dung mà xem, một con cá voi xanh có thể dài tới 30 mét và nặng khoảng 200 tấn. Thật đáng kinh ngạc phải không? Ngoài cá voi xanh, còn có cá voi lưng gù, cá voi xám và cá voi bắc cực. Mỗi loài đều có những đặc điểm riêng biệt và những hành vi thú vị. Chẳng hạn, cá voi lưng gù nổi tiếng với những bài hát dài và phức tạp của chúng một phần trong quá trình giao tiếp và thu hút bạn tình còn cá voi răng thì sao chúng ta có những loài như cá voi sát thủ cá heo và cá voi beluga đặc điểm chung của nhóm này là chúng có răng và thường săn mồi cá voi sát thủ mặc dù có tên gọi là cá voi thực chất là một loài cá heo lớn chúng rất thông minh và có khả năng tổ chức xã hội cao sống theo bầy đàn và có những chiến thuật săn mồi rất ấn tượng Vậy tại sao việc biết số lượng các loài cá voi lại quan trọng? Cá voi không chỉ là những sinh vật tuyệt đẹp mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chúng giúp duy trì sự cân bằng của đại dương và ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn. Hơn nữa, cá voi còn có tác động đến khí hậu. Khi cá voi chết, cơ thể của chúng chìm xuống đáy đại dương, mang theo một lượng carbon lớn, giúp điều chỉnh lượng khí CO2 trong không khí. Nhưng đáng buồn thay, nhiều loài cá voi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng sự săn bắn ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn tại của chúng những con cá voi không chỉ là biểu tượng của sự tự do và sức mạnh mà còn là những chỉ số cho sức khỏe của đại dương nếu chúng ta không hành động có thể trong tương lai thế hệ sau sẽ không bao giờ được chứng kiến những sinh vật tuyệt đẹp này hãy cùng nhau bảo vệ và gìn giữ những loài cá voi này chúng ta có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ như giảm thiểu rác thải nhựa tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về sự quan trọng của đại dương. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Vậy nên, khi bạn nhìn ra biển, hãy nhớ rằng có hàng triệu câu chuyện đang diễn ra dưới làn nước xanh thẳm và những con cá voi khổng lồ đang bơi lội, mang theo những bí mật của đại dương. Hãy yêu thương và bảo vệ chúng, vì chúng xứng đáng với điều đó. Cá voi không chỉ là một phần của tự nhiên, mà còn là một phần của chúng ta.